Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lê Tấn Lộc, 23 tuổi, ngụ quận 7 để điều tra về hành vi giết người. Lúc 20h30 phút tối 24 tháng 5, Tường V, 23 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, có hẹn Văn H, 23 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, đến khu vực vòng xoay trường Đại học Luật trên đường Bến Văn Đồn, phường 13, quận 4 để nói chuyện. Khoảng 15 phút sau, Lộc cũng đến gặp H và Năm để nói rõ chuyện tình cảm của ba người. Trong lúc nói chuyện, giữa H và Lộc đánh nhau. Lộc lấy trong túi quần một con dao đâm vào ngực của H rồi lên xe bò chạy về hướng quận 7. Ngay sau đó, V cùng hai người bạn đưa H đi cấp cứu tại bệnh viện quận 4, nhưng do vết thương quá nặng, H chết trước khi vào viện. Sau đó, công an quận 4 xác định Lộc đang có mặt tại nhà riêng ở quận 7, nên tung lực lượng bắt Lộc dẫn giải về công an quận 4.